Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể kênh ngọc quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hút Mana 445. Con này là hệ cưa khai thác rồi. Nhiều các bác đang hỏi máy cưa hàng hút Mana, nhưng mà cửa hàng chúng em dạo thời gian vừa rồi thì sử dụng gia đình là nhiều thôi. Hôm nay thì về được một con máy hàng khai thác các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 46cc. Cho các bác nào mà có nhu cầu về sử dụng khai thác chuyên nghiệp, có lẽ là hãng này thì nhiều các bác thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Hàng hút Mana có thuộc dạng là top đầu về ngành nông cơ của Việt Nam rồi. Đó, hệ này thì trong miền Nam có lẽ là các bác ít xài, nhưng mà em nghĩ là về ngả ngoài Bắc thì có lẽ là rất là nhiều người chuộng hàng này rồi. Đó, một con hàng 445, máy móc thì tình trạng nguyên zin các bác nhé, nguyên zin nguyên bản, hàng bãi. Đó, con này được tích hợp luôn, có xả áp ở trên này cho các bác là giật rất là nhạy, nổ cũng như là nhẹ nhàng. Có tích hợp luôn là núm bơm xăng phụ, có núm bơm xăng phụ các bác nhá. Đó, và công nghệ chống rung. Đó, hệ hút Mana công nghệ chống rung, lò xo. Đó, tất cả nhún của nó thì đều là bằng trợ lằng lò xo cả các bác nhá. Chống rung của nó thì cực kỳ bền cũng như là chắc chắn. Đây, phần núm bơm xăng phụ của nó đây, bốn núm bơm xăng nguyên zin của nó nhá. Đó, con này được vặn trực tiếp bằng một ốc lam bằng khóa 13 các bác nhá, và tăng chỉnh xích lam bằng ở cái lỗ này đây các bác. Lam của con này là lam 45 phân các bác nhá, 45 phân. Dùng xích là xích chung 3225. Lam của nó là lam zin của nó là lam bánh xe các bác nhá. Lam bánh xe nhưng mà chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Về sử dụng vẫn còn ngon lành các bác nhá. Đó, đây là lam xích zin của nó. Nếu mà các bác có một nhu cầu mà muốn lên lam xích zin hơn hoặc lam latinh thì có thể phụ cho em thêm một xíu tiền thì em sẽ chuyển qua lam latinh xịn cho các bác luôn nhá. Đó, còn nguyên zin thì cửa hàng chúng em như thế nào thì sẽ để yên như thế thôi. Đó, quay cho các bác có thể trực tiếp đảm bảo nhất. Có tích hợp luôn hàm rồng các bác nhá. Tích hợp luôn hàm rồng, hệ cưa xích hút Mana 445. Con này thì về cho các bác khai thác chuyên nghiệp thì quá là ok rồi. Đó, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên. Nói chung về con này thì em nghĩ là tình trạng đẹp còn khoảng 90% nữa, cực kỳ xuất sắc luôn cho con. Còn máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z, chưa bung chạm máy móc gì cả, nòng hơi còn cứng cáp nguyên. Này, các bác nhìn bộ nòng của nó thì còn đẹp không ạ? Đó, đây, mã số của nó thì còn nguyên nhé. Đó, đây là mã số khung máy này. Nói chung là bộ nòng của nó, nếu mà bộ nòng lâu của nó thì không bao giờ có hệ dập lâu như thế này đâu ạ. Dập máy như mã số ở trên thân thân nòng đâu ạ. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây nhá. Quay cho các bác xem qua. Hút Mana Sweden. Đó, con này được sản xuất năm 2012. Đó, hút Mana 450. Tại sao là hút Mana 450 ạ? Hôm nay thì cửa hàng chúng em sẽ giải thích luôn các bác nhá. Bởi vì hệ cái phần lốc này, phần lốc của máy thì của 445 thì nó dùng chung với hệ của 450 các bác nhá. Nên mà tại sao nhiều các bác tại sao hỏi là nó lại đây là nó lại ghi là 450. Đó, bởi vì hệ lốc của con 445 này thì nhà cung cấp đã sử dụng hệ 445 440 làm lốc cho của hệ 445 các bác nhá. Đó, nên là nhiều các bác hỏi tại sao là trên logo lại 450 mà ở phần máy lại là 445. Đấy, có chỉ phần khác mỗi là bộ nòng của 440 sẽ nhỏ hơn 445 các bác nhá. Đó, công suất của 440 cũng nhỏ hơn. Đấy, còn máy móc thì đảm bảo cho các bác, quay lại chủ đề chính thì máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản thôi. Hôm nay cửa hàng chúng em test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy này. Kiểm tra cũng như là linh kiện thì đảm bảo cho các bác là kiểm tra ngon lành hết rồi. Đó, và trên thị trường thì hệ này thì vẫn có đồ thay thế nhá. Đồ thay thế cũng rất là nhiều nên là các bác không cần phải lăn tăn các bác nhá. Trên thị trường nếu mà hàng mới, hiện tại nếu mà trên giá thị trường mà bán hàng mới đập thùng thì con này của bán với giá là tầm khoảng 11 đến 12 triệu đồng các bác nhá. Em đã tham khảo rất là nhiều mọi nơi rồi, giá mới đập thùng, nhưng mà hôm nay thì cửa hàng chúng em hàng này là hàng bãi,
hàng bãi thì cửa hàng chúng em bán với giá là 4.500.000 các bác nhé. 4.500.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác, và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, giá chỉ 4.500.000. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn chốt con này thì có thể nhấc ngay và liên hệ qua cho em. Số điện thoại của em sẽ để trên màn hình rồi các bác nhé. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Đó, kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ tư vấn thêm, cũng như là các bác nào cần tham khảo thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, ở đâu thì cửa hàng chúng em có thể ship đến tận nhà được luôn. Đấy, nên là các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Đó, còn các bác nào mà chưa xem video này, chưa ưng ý con này, hoặc là muốn cần tham khảo thêm con khác thì có thể bật đăng ký kênh của cửa hàng bên em, hoặc đăng ký kênh, bấm chuông cũng như là để theo dõi kênh cửa hàng chúng em sẽ lên mỗi ngày sẽ lên mấy video để sẽ thông báo ở trên điện thoại các bác nhé. Rồi các bác vào xem có thể ưng ý con nào nhất để đặt hàng cũng như là ủng hộ của cửa hàng bên em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.